Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc thanh lý một cái con súp điện cho anh em thợ nha. Cái này anh em thợ nào mà biết sửa thì nghiên cứu nha. Rồi thì việc sẽ đo đo kích thước trước, rồi việc sẽ quay và báo giá tình trạng để với quý vị và các bạn nghiên cứu. Cao là 41 nè. Và ngang là 35,5 và cái chiều sâu là 38. Rồi, con súp điện này là hàng JBL. Hàng JBL xịn, hàng xịn nha. Rồi, thùng thì đẹp, không có bể nở. Để việc lật xuống cho quý vị xem cái lo bát nha. Bát này thì bát 26. Bát đẹp zin. Đó. Về cái củ bát ở bên trong nè quý vị và các bạn. Rồi, không biết sao, vậy đâu thấy thôi. Cái củ bát ở bên trong nè. Đó. Dính bụi rồi, và ở đây thì cái bo mạch thì việc có tháo ra nè để quý vị nghiên cứu nha. Cái con này á là JBL BB10 điện 120V, công suất là của nó là 180W 60 Hz, và con này á là sản xuất và hoàn thiện tại Canada và xuất đi thị trường Mỹ, cho nên nó chạy điện 120V. Đó. Ở đây thì có volume nhỏ lớn nè. Còn này là hình như đảo pha nè, còn này là cắt tầng nè. Đó. Về phần dĩ mạch nè, cái con này á là về việc cắm điện không thấy nó lên mà mình thì không biết sửa làm sao nha. Đó thì quý vị nào mà thợ thầy á mà biết sửa thì việc bán rẻ cho về sửa. Đó, hay là anh em nào mà chơi cái dòng này rồi rồi có thợ mà quen á, sửa được thì sửa nha. Nó cái cục nguồn nè, nguồn nè, đó về mình cắm điện sao không thấy nó lên, không thấy nó hát. Còn về phần mạch nè, quay chậm cho quý vị xem. Đó, cái này là việc không có sửa nha, và hơn nữa là mình không biết sửa đó, mình nói thật là mình không biết sửa về âm ly hay là về công suất gì cả. Đó, bo mạch đó. Lo thì mình còn biết chút chút. Còn cái này là thua nha. Đó. Về phần ở phía dưới nè, cái con này á, hiện tại ở thị trường á, người ta bán khoảng 8 triệu đồng. Là hàng chạy á, hàng ngon á. Còn việc thì việc bán nửa giá thôi, 4 triệu. Cho quý vị về độ chế nghiên cứu. Nếu mà cái mạch này hư sửa không được thì gắn cái mạch khác vô mà xài. Đó, làm thì sao đó là làm. Nói chung mình không có rành. Đó. Máy nó như vậy, mình không có sửa không gì hết. Đó. Nguyên bản như vậy nè quý vị và các bạn. Đó. Quý vị nào sửa được thì sửa nha. Mình thấy ở đây có con tụ này nó hơi phù phù nè. Tụ nhỏ nè. Còn mấy cái kia thì no biết. Rồi, chỗ này là cái chỗ cắm cái dây gì gì ta, cái dây đèn á, dây đèn tín hiệu ở phía trước á. Còn đây là dây lo nè. Đó. Cắm không thấy lên nguồn, không thấy gì hết. Im ru tới thôi. Đó. Quý vị nào nghiên cứu xem cho kỹ nha. Mua về độ chế thì giá nó rẻ nửa tiền rồi đó. Đó. Coi như là bán nhà hàng chết. Giá nửa tiền. Rồi về quý vị sửa nếu vài trăm nghìn mà nó chạy thì ngon. Đó. Việc thì thua mấy vụ này rồi. Thùng cũ thì nó chạy chút xíu. Có nè, ở phía trước là cái tem JBL còn đẹp luôn, hai đèn nè. Rồi, quý vị nào cần thì liên hệ với Việt nha, 0963 72 15 19 nha.